cũng trong sáng nay giám đốc đài phát thanh và truyền hình long an lê hồng phước chủ trì lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ theo đó, Giám đốc Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An Lê Hồng Phước trao các quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý các phòng, gồm bà Bùi Thị Minh Tâm, Phó trưởng phòng phụ trách phòng dịch vụ và quảng cáo, giữ chức vụ trưởng phòng, ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó trưởng phòng phụ trách phòng biên tập, giữ chức vụ trưởng phòng, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó trưởng phòng phụ trách phòng kỹ thuật và công nghệ, giữ chức vụ trưởng phòng, và ông Nguyễn Giang Cần, viên chức phòng kỹ thuật và công nghệ, giữ chức vụ Phó trưởng phòng. Thời hạn bổ nhiệm các quyết định trên là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 1 2024. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Long An Lê Hồng Phước chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm chức vụ mới, tin tưởng trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý, không ngừng đổi mới, phát triển chuyên môn, đồng thời nêu cao tinh thần đoàn kết để cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.